Nhiều ngày dài cô đơn hướng lên bầu trời nhìn thời gian qua. Còn em ở nơi đó xa có nhớ về ta hay người? Mà nhiều đêm nhìn thời gian trôi cứ thế mãi nhớ kỷ niệm của nhau. Liệu rằng có ai chờ để nói lời chào rồi bước đi? Phải làm sao để níu kéo một người đã cùng đi qua tháng năm? Phải làm sao để níu kéo bạn đời người đã yêu cả trái tim? Bao nhiêu trong gai cuộc đời cùng đi qua bên nhau. Dù rằng ra hứa sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng cách sau này buông tay để mình đành lẻ loi trôi theo những tiếc nuối buồn màng. Giờ em bên ai có yên vui? Chợt ngang qua nhau ở nơi ven đường, anh vẫn nhớ rõ em ra sao. Cũng đã 2 năm kể từ lần cuối chúng mình cãi vã buông tay nhau. Anh đừng cố níu kéo em làm gì, đôi mình cũng không có hồi sau. Chẳng phải anh là người muốn buông bỏ, tại sao hối hận một hồi lâu? Chết lặng giữa nơi tấp nập, anh nhìn dòng người này lướt qua. Một phần ký ức trong anh lộn xộn mùa về kỷ niệm ngày trước ta. Đã từng đi tới những quán ăn chú mưa ở mái hiên còn vắng, nhớ hết những món em không ăn được xếp những chiếc đũa thật ngay ngắn. Chẳng thể nhớ rõ lý do chia tay, nhưng sao giọt lệ anh tung rơi. Lạng quãng trong đầu là những giai điệu mộc mạc cũ kỹ nhưng không lời. Ôm ấp trái tim tan vỡ nhầu nát, cơ thể hơi thở muốn tách rời. Chẳng phải ngày đó là ngày mà em đã gặp tai nạn sao em ơi? Anh biết rất khó để em có thể nhớ hết những gì đã xảy ra. Anh chỉ ước là em có ở đây san sẻ những gì anh trải qua. Chỉ một khoảnh khắc làm ơn, anh chỉ muốn nhìn thấy em đang được cười. Đôi tay anh với thật nhanh như sao không thể nào níu kéo một người. Phải làm sao để níu kéo một người đã cùng đi qua tháng năm? Phải làm sao để níu kéo bạn đời người đã yêu cả trái tim bao nhiêu?